Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin Arsenal vào mỗi 6 giờ sáng hàng ngày. Tại đây chúng tôi sẽ cung cấp những thông tin xoay quanh pháo thủ đã diễn ra trong 24 giờ qua. Ngay bây giờ, hãy đến ngay với những tin chính sẽ có trong bản tin pháo thủ ngày 18 tháng 4. Đừng quên để lại một like cho video, đăng ký kênh, chia sẻ và mua những vật phẩm liên quan đến pháo thủ để làm kỷ niệm. Đường link chi tiết đang hiển thị trên màn hình và ở phía dưới phần mô tả. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Arsenal dừng bước tại tứ kết của Champions League. Jorginho hé lộ bến đỗ sau khi rời pháo thủ. Aston Villa hét giá khủng cho Douglas Luiz. Lý do thương vụ Lee Watkins khó xảy ra. Pháo thủ được gợi ý 3 cái tên mang lại danh hiệu. Bất lực trước Bayern, Arsenal dừng bước tại tứ kết của Champions League. Đánh mất lợi thế sân nhà trong trận đấu lượt đi, pháo thủ phần nào bị đánh giá yếu hơn ở màn tái đấu hùng sám trên đất Đức vào rạng sáng nay. Các học trò của Thomas Tuchel chủ động dồn quân lên để áp đảo đội khách và thực tế là họ cũng đã tạo ra được một vài tình huống nguy hiểm về phía khung thành của David Raya. Phút 24, Musiala nhận đường truyền từ đồng đội và tung ra cú dứt điểm với quỹ đạo rất khó chịu. Nhưng thật may cho Arsenal là Raya đã phản xạ xuất sắc. Đến phút 30, Arsenal có cú đáp trả với pha dứt điểm của Martin Odegaard, nhưng Manuel Neuer đã làm chủ tình hình. Những phút còn lại hai đội bóng chơi chậm và không có thêm cơ hội đáng chú ý nào được tạo ra. Bước vào hiệp 2, kịch tính được đẩy lên cao. Ngay phút 47, Leon Goretzka có cú đánh đầu hiểm hóc khiến cho thủ thành David Raya đứng chôn chân. Đáng tiếc là bóng lại đi trúng xà ngang. Tuy nhiên, cổ động viên của đội chủ nhà cũng không phải tiếc nuối quá lâu. Phút 63, tận dụng pha thiếu tập trung của hàng phòng ngự Arsenal, Guerrero có đường tạt bóng chuẩn xác vào vòng cấm, Kimmich như từ dưới đất chui lên đánh đầu tung nóc lưới pháo thủ. Khoảng thời gian còn lại, đoàn quân của Mikel Arteta dồn lên tấn công, nhưng sự xuất sắc của Manuel Neuer cùng hàng thủ số đông của Bayern Munich khiến cho Arsenal bất lực. Tỷ số 1-0 được giữ đến hết trận. Bayern Munich giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 3-2 sau hai lượt trận và là đội bóng đi tiếp vào bán kết. Thân co muốn trở lại quê hương. Nguồn tin của trang Football Insider tiết lộ Arsenal chuẩn bị đề nghị một bản hợp đồng mới để gia hạn với Jorginho sau những màn trình diễn tuyệt vời của anh gần đây. Giao kèo của cựu sao Chelsea sẽ đáo hạn vào cuối mùa giải này và Arsenal không có lựa chọn gia hạn thêm một năm. Mới đây, người đại diện João Santos khẳng định ông vẫn chưa đàm phán với pháo thủ về hợp đồng mới và thừa nhận Jorginho cũng muốn trở lại thi đấu ở Italia. Anh nói: Arsenal có gọi chúng tôi để nói về chuyện gia hạn không? Bây giờ chúng tôi đang tập trung vào trận đấu lượt về ở Champions League gặp Bayern Munich. Chúng tôi không vội vàng gì. Nếu họ gọi trong 1 hoặc 2 tháng tới để thảo luận về việc gia hạn, điều đó cũng ổn với chúng tôi. Jorginho có muốn trở lại Italia không? Có chứ, bởi vì cậu ấy lớn lên ở Italia và thích mọi thứ về quốc gia này. Fiorentina có thể chiêu mộ được một cầu thủ ở đẳng cấp Jorginho không? Quan trọng là họ có đặt Jorginho làm ưu tiên số 1 hay không? Với một dự án tham vọng và một câu lạc bộ muốn thi đấu ở Champions League, chúng tôi không có vấn đề gì. Nhưng ở thời điểm này thì Fiorentina chưa liên hệ gì với chúng tôi. Juventus ư? Theo quan điểm của tôi thì họ không cần một cầu thủ như là Jorginho. Nếu như Juntoli cần một tiền vệ như Jorginho thì ông ấy có thể liên hệ với tôi. Villa hét giá trên trời cho mục tiêu pháo thủ. Theo tiết lộ từ nhà báo Peter O'Rourke, Aston Villa có thể sẽ bán đi Douglas Luiz vào mùa hè tới vì ảnh hưởng của luật công bằng tài chính. Và 100 triệu bảng là mức phí mà họ yêu cầu cho tiền vệ này, ký giả người Anh cho biết. Aston Villa sẽ yêu cầu mức phí khoảng 100 triệu bảng cho Douglas Luiz trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Như đã tiết lộ, Liverpool rất ngưỡng mộ anh ấy, trong khi Barca cũng tương tự. Arsenal cũng ngưỡng mộ tuyển thủ người Brazil từ lâu và trước đó họ đã có hai lời đề nghị bị từ chối trong kỳ chuyển nhượng vào mùa hè năm 2022. Unai Emery đã ám chỉ những cầu thủ chủ chốt có thể được Villa bán đi vì những lý do liên quan đến luật công bằng tài chính trong tương lai. Luiz là một món tài sản quý giá của Villa và một nguồn tin uy tín đã tiết lộ rằng họ sẽ hướng đến mức phí chuyển nhượng trên dưới 100 triệu bảng như những thương vụ như là Moises Caicedo và Declan Rice vào mùa hè năm ngoái. Phát biểu trên God Offside, nhà báo Charles Quast đưa ra những cập nhật về mục tiêu chuyển nhượng tiềm năng của pháo thủ. Anh nói: Watkins là một cổ động viên cuồng nhiệt của Arsenal và có mối quan hệ với Arsenal thông qua những người đại diện của mình. Không có gì bí mật khi Arsenal đang tìm kiếm một tiền đạo mới và tất nhiên là tên của Watkins sẽ có trong bất kỳ danh sách nào mà họ đã lập ra. Mọi thứ dựa trên màn trình diễn ấn tượng của cậu ấy tại Aston Villa. Nhưng tôi sẽ ngạc nhiên nếu như Watkins là mục tiêu của Arsenal. Rõ ràng bạn không bao giờ có thể loại trừ bất cứ điều gì. Nhưng cậu ấy có hợp đồng dài hạn với Villa, một câu lạc bộ an toàn về tài chính và có thể cạnh tranh ở Champions League mùa tới.
Vì vậy, họ hoàn toàn không cần phải bán cầu thủ. Thêm vào đó, Watkins sẽ 29 tuổi vào tháng 12, nên tôi không thể nghĩ điều đó sẽ xảy ra. Những tiền đạo như là Benjamin Sesko và Victor Gyokeres, cả hai đều có điều khoản giải phóng, có lẽ thực tế hơn nhiều. Ở một diễn biến khác, truyền thông Bồ Đào Nha cho rằng Sporting chỉ sẵn sàng chia tay Ousmane Diomande nếu như điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 80 triệu euro được kích hoạt. Pháo thủ được gợi ý ba cái tên mang lại danh hiệu. Trong một chương trình truyền hình hôm qua, cựu tiền đạo tuyển Anh Michael Owen đã chỉ ra ba ngôi sao ở Premier League sẽ cải thiện khả năng theo đuổi những danh hiệu lớn của Arsenal. Anh nói, Bukayo Saka là cầu thủ ghi bàn thắng nhiều nhất cho Arsenal mùa này với 18 pha lập công trên mọi đấu trường. Gabriel Jesus chỉ đóng góp 4 bàn thắng ở Premier League. Tôi nghĩ Arsenal cần thêm một lựa chọn tốt ở vị trí trung phong. Oli Watkins có thể là một lựa chọn tốt. Anh ấy là cầu thủ đang ngày càng tiến bộ qua từng năm. Anh ấy là mẫu cầu thủ có thể chơi tốt ở Arsenal. Liệu họ có mua được anh ấy hay không lại là chuyện khác. Có rất nhiều cầu thủ ở Premier League vào thời điểm hiện tại có thể sẽ là sự nâng cấp so với những gì mà Arsenal đang có. Đó là Isaac của Newcastle, Ivan Toney của Brentford và Oli Watkins của Aston Villa. Ba cầu thủ này sẽ giúp cho Arsenal tốt hơn. Cựu pháo thủ theo Quan Cốt tin rằng Arsenal nên ký hợp đồng với Oli Watkins vào mùa hè này và anh ví tiền đạo của Aston Villa với huyền thoại Thierry Henry. Quan Cốt nói, Arsenal nên ký hợp đồng với một tiền đạo tốt ở hè 2024. Oli Watkins là một lựa chọn tốt. Tôi cảm thấy anh ấy là mẫu cầu thủ mà Arsenal sẽ để mắt tới. Điều tôi thực sự thích ở Oli Watkins là bạn nhìn vào phong cách của anh ấy và bạn nghĩ anh ấy là một cầu thủ chạy cánh. Anh ấy làm tôi nhớ đến Thierry Henry. Trong trận đấu gặp Arsenal, anh ấy chơi bên phía hành lang cánh trái rất nhiều. Anh ấy muốn trở thành một tiền đạo nhưng lại bị lệch sang hành lang cánh trái. Anh ấy là một mối đe dọa khi phản công. Anh ấy đang ở phong độ cao nhất và tôi sẽ rất vui nếu như Arsenal có thể chiêu mộ thành công anh ấy. Tôi khá chắc chắn rằng sẽ có rất nhiều đội muốn có Oli Watkins. Anh ấy rất khác biệt. Bên cạnh đó, huyền thoại của Arsenal, Alan Dwight đã chỉ ra hai trận đấu mà Man City có thể mất điểm và điều này có thể mang lại lợi thế cho Arsenal và Liverpool. Ông nói, nếu cả Arsenal, Liverpool và Man City thắng tất cả những trận đấu còn lại, Man City sẽ vô địch. Rõ ràng đội bóng của Pep Guardiola đang có những lợi thế nhất định. Họ bây giờ là ứng viên được yêu thích nhất cho chức vô địch của Anh mùa này. Nhiều người cho rằng chuyến làm khách của Man City tới sân của Tottenham vào ngày 14 tháng 5 có thể là một trận đấu khiến họ mất điểm. Nhưng tôi nghĩ Man City còn có thêm hai trận đấu khó khăn nữa. Đầu tiên là trận đấu với Fulham. Wolves cũng là một đối thủ khó chịu với Man City. Họ đã từng có điểm trước Man Xanh và có thể lặp lại điều tương tự. Đồng quan điểm, cựu huấn luyện viên Arsene Wenger đã nhắc nhở người hâm mộ Arsenal rằng họ vẫn còn một lợi thế trước Man City ở Premier League bất chấp thất bại trước Aston Villa. Giáo sư bày tỏ, đó là một điều hoàn toàn bất ngờ. Khi bạn đang đua vô địch, chỉ còn vài vòng đấu nữa, bạn được chơi trên sân nhà và phải cố gắng giành tối đa những điểm số. Man City đã vươn lên dẫn đầu, nhưng Arsenal vẫn đang có lợi thế về hiệu số. Nếu như Man City hòa một trận còn Arsenal thắng những trận đấu còn lại, họ vẫn sẽ là đội bóng vô địch. Thầy Tạ gửi lời chúc mừng tới học trò cũ. Trong ngày qua Granit Xhaka lên ngôi vô địch Bundesliga, anh không quên gửi lời chúc đến Arsenal và hy vọng pháo thủ cũng sẽ giành được một kết quả tốt đẹp ở mùa giải này. Xhaka trong lần trở lại nước Đức đã dẫn đầu giải đấu với những thông số, nhiều pha chạm bóng nhất, nhiều đường truyền thành công nhất, nhiều đường truyền vào khu vực 1/3 cuối sân nhất, kiểm soát bóng tốt nhất ở khu vực 1/3 giữa sân. Trong buổi họp báo trước trận đấu với Bayern, huấn luyện viên Mikel Arteta gửi lời chúc mừng tới Bayer Leverkusen, cụ thể hơn là tới Xabi Alonso và Granit Xhaka. Ông nói, tôi rất vui khi chứng kiến những gì mà Bayer Leverkusen đã thể hiện thời gian qua. Tôi muốn gửi lời chúc tới người bạn thân Xabi Alonso, cũng như học trò cũ của tôi ở Arsenal, Granit Xhaka. Cảm ơn các bạn đã đón nghe bản tin Arsenal hôm nay của chúng mình. Đừng quên để lại một like cho video và mua các vật phẩm liên quan đến pháo thủ để làm kỷ niệm. Đường link chi tiết được gắn ở dưới phần mô tả. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ở các bản tin tiếp theo.